Hè ra làm cây, túm sợi dây, ai ngờ con rắn. Nay mới bắt được con rắn nha các bạn, xin chào các bạn. Mà không có ăn thịt các bạn ơi. Thả các bạn ơi. Phóng sinh, phóng sinh. Ra cánh đồng hoang, bay qua tường rào, xuống cánh đồng hoang. Sao chết? Mình quăng cái nó giãn xương luôn rồi. Có rắn. Có đâu. Giãn xương đó. Rắn gai. Có gai, có gai. Anh dục đi không, không sao đâu. Lại mở lỗ đằng kia kìa, đằng kia có cái lỗ bự kìa. Mày đi vô bên đây đi gai, đi vô bên đây đi gai đó, để dọc đấy gai. Bông giấy với linh sam nữa. Được làm nhiều lắm. Nói em dọn đây này, buổi sáng em dọn để chiều ra làm này. Làm là cái chỗ cái chà bô à. Cái lỗ gạch thôi, lỗ gạch nó không quay đầu. Rồi xong rồi, 1 phút 30 giây không tới, 1 giây 30 khắc. Ngày xưa người ta bảo lỗ chó, đây là lỗ rắn. Bye bye.